Rồi, hello anh em buổi trưa nha. Em Thịnh Bến Tre ở đây chào công thương. Trưa hôm nay em về được em Mi 3G 26, xe đẹp quá trời luôn. Trời nắng quá mình cũng không có nói dài dòng anh em ha. G26, xe gia đình đang đi. Sơn si thì anh chủ này anh cũng mới vừa làm lại hết rồi. Anh làm sơn rồi hết được phủ gầm luôn. Xe thì tuyệt vời, biển số Bến Tre, còn ủy quyền ngay chủ một chủ từ đầu. Em đi bằng em này ông anh mình. Em đi bằng em Clio em ha. Clio em mình cũng có bán nè. LTZ bản đủ, tự động, cửa nóc, xe đó mình bán có 365 thôi ha, 216 nút đề. Xe này thì mình mới vừa cho về nè. Xe này mình bán 209 triệu, giá cực kỳ rẻ luôn nha anh em nha. Rẻ nhất trong cái top xe mà Innova-G mà bữa giờ em bán ha. Tại vì xe này mình mua ngay dân đi cho nên giá rẻ, thành thử ra mình bán cho khách giá nó cũng rẻ ha. Anh em nào mà xem được thì ủng hộ mình.